năm 2019 ước đạt 110 tỷ đô la Mỹ, giữ vững top 10 xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhắc lại lời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, về chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang làm các sản phẩm Việt Nam. Theo đúng định hướng make in Việt Nam, Make in Việt Nam trong năm vừa qua cũng được các doanh nghiệp hàng đầu cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, coi sản phẩm Việt Nam như một sứ mệnh của doanh nghiệp công nghệ. Theo báo cáo tổng kết năm 2019 và định hướng năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, lĩnh vực công nghiệp ICT có doanh thu ước tính đạt 110 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 9,8% so với năm 2018, giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao động, nộp ngân sách nhà nước trên 53.000 tỷ đồng. Trong đó, các mặt hàng công nghiệp ICT đặc biệt là điện thoại và máy tính trong lĩnh vực phần cứng, điện tử vẫn giữ vững trong danh sách top 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam năm 2019, đưa ngành công nghiệp phần cứng Điện tử của Việt Nam xuất siêu khoảng 28 tỷ đô la Mỹ.